với lại khi mà mình có bằng cấp của Mỹ thì lương nó sẽ cao hơn là bằng cấp ở Việt Nam. Với lại cái môi trường sống của Mỹ thì phù hợp với em hơn, với cái phong cách của em hơn, với cái môi trường đó nó giúp mình trau dồi cái khả năng tiếng Anh được tốt hơn. Thì phong cách của em là hướng ngoại hơn nhiều, rất là năng động nhiều. Còn như là cái phong cách học ở Việt Nam mình thì nó hơi gò bó một xíu, thực hành không nhiều lắm, chỉ đa số là học lý thuyết với lại kiểm tra trên lý thuyết là nhiều thôi. Còn em là thiên về thực hành nhiều hơn. Em thì là rất là hạnh phúc bởi vì ba mẹ em cũng trông chờ rất nhiều với em khi là em phỏng vấn xin visa, luôn luôn hy vọng là em có thể đậu phỏng vấn, đậu được visa. Giờ em dự định là ở homestay ạ. Đầu tiên là em sẽ trau dồi cái khả năng tiếng Anh của em trong vòng khoảng 6 tháng, sau đó em mới bắt đầu vào chương trình học chính là chương trình đại học. Trường em sắp học tới đây là trường University of Houston ở bang Houston, Texas. Trường rất là lớn, là trường lớn thứ ba ở bang Texas với hơn 41.000 sinh viên đến từ 137 quốc gia khác nhau. Với cái số lượng sinh viên rất là đông và đến từ nhiều quốc gia phong phú như vậy thì em nghĩ là em sẽ làm quen được nhiều với bạn mới và trau dồi được nhiều kiến thức từ nhiều quốc gia khác nhau, học tập được nhiều hơn. Sau khi học ở bên Mỹ thì em dự định là quay trở về Việt Nam để làm việc cho công ty của bác em. Cảm giác làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì rất là an tâm mà, tại vì bình thường thì em thấy em cũng có tìm hiểu ở các trung tâm khác thì thường thường là trung tâm họ đưa cho mình những câu hỏi và đưa cho mình những câu trả lời là đến cuối, nhưng mà trung tâm Tân Đại Dương thì rất là đặc biệt, đưa cho mình câu hỏi và không đưa cho mình câu trả lời, chỉ là hướng dẫn mình trả lời như thế nào để cho cái câu trả lời của mình không bị quá tập khuôn, để khi mà mình phỏng vấn thì cái cảm giác mà học bài, trả lời của các học bài nó sẽ không có xảy ra. Vì thế là lúc mà đi phỏng vấn thì em rất là tự tin. Em làm hồ sơ với chị Thảo ạ. Chị Thảo, anh Khôi và anh Bảo Anh hướng dẫn em rất là nhiệt tình, hướng dẫn em từ cách trả lời câu hỏi như thế nào cho đến họ trả lời như thế nào cho phù hợp. Với lại anh Bảo Anh đặc biệt là hướng dẫn em về cách cổ vũ tinh thần của mình trước khi đi xin phỏng vấn xin visa. Thông thường thì những câu hỏi phỏng vấn xin visa ở trên mạng rất là nhiều, rất là khó để tổng hợp, mà anh Bảo Anh đã tổng hợp tóm gọn lại 6 đến 7 câu hỏi chính. Và hôm nay thì trong những câu hỏi mà bên lãnh sự quán hỏi em thì đều có ở trong những câu hỏi tóm gọn ấy. Nếu mà sau này có bạn bè hoặc người thân có ý định du học hoặc là xin visa thì em sẽ giới thiệu đến Tân Đại Dương ạ. Bởi vì phong cách làm việc ở đây rất là chuyên nghiệp, với lại rất là khác biệt, không có bị lập khuôn giữa những trung tâm khác mà em đã tham khảo trước đó. Có một cảm giác là rất là an tâm khi làm việc ở trung tâm Tân Đại Dương. Em có một lời khuyên với các bạn sắp sửa phỏng vấn xin visa du học là các bạn hãy tự tin. Có nhiều bạn trước khi phỏng vấn xin visa thì rất là lo lắng vì sợ là mình không nghe được hoặc là bên lãnh sự quán hỏi khó khăn, nhưng mà các bạn thử tự tin lên vì mọi thứ rất là đơn giản, không có khó khăn nhiều như là các bạn nghĩ. Sau khi mà nhận được giấy cấp visa thì em có rất là cảm ơn đến chị Thảo đã hướng dẫn em rất là tận tình trong quá trình chuẩn bị xin visa. Anh Khôi đã giúp em trả lời, hướng dẫn em trả lời những câu hỏi của lãnh sự quán, và anh Bảo Anh đã giúp em tự cổ vũ tinh thần cho mình để có tinh thần mạnh mẽ trước khi xin phỏng vấn.